Anh đẹp ơi, vì là anh đã quên rồi câu ước hẹn. Nhớ chắc có lẽ họ đẹp, họ sang nên họ đây nhà cao cửa rộng. Cho nên anh đắm, anh sai, anh mơ, anh mộng, còn thương tiếc chi là người con gái quê mùa. Anh điệp ơi chớ uống công em đây đã, chớ thương nhớ đợi chờ. Khi bên đò cổ hàng ngày em ra bờ sông để đợi anh giặt áo. Ra bờ sông anh hẹn lứa đôi, mai mốt kia anh mang cao chào mà tình em mong chàng ơi. Khi con đường làng nào ta về có nhau, mai mốt kia anh mang cao chào mà tình em phải duyên tình ta. Anh điệp ơi, anh điệp ơi, chắc có lẽ ngày mai ngày mốt này người ta ra ngoài tình học. Ngồi đây chắc có lẽ người ta vui lắm phải không cái anh điệp ơi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh Hậu Giang. Hôm nay Bùi Hồ trên cái chuyến hành trình của mình cùng với em Phong Bụi và nhân chứng thì sẽ tìm đến nhà của chị Ngoan, người mà có những cái giọng hát rất là đặc biệt. Nhưng mà chị thì về cái vấn đề về thần kinh của chị không ổn định đó, nên chị hát những cái lời lẽ mà nó phải lấn cấn bài này qua bài kia. Và sự thật thì như thế nào? Mời cô bác quý anh chị cùng thưởng thức giọng hát của chị Ngoan. Ngoan hàng ngày sinh hoạt nè, ở đây có tất cả các vận dụng tình nhà tình nghĩa mọi người cắt cho. Và chị thì vẫn ở trên một cái chiếc võng mùng như thế này. Đồ đạc thì chị lại dọn lũ khủ ra ngoài này nè. Cô bác quý anh chị thấy không? Đó. Ở đây có trái bưởi nè. Ở đây mấy cái đồ dụng cụ nè. Nói chung là hoàn cảnh nhà chị thì cũng rất là khó khăn khi mà tỉnh Hậu Giang cắt cho nhà của chị một cái căn nhà tình thương như thế này. Thôi mà chị 41 tuổi thiệt, nhưng mà chị trẻ hơn người ta. Chị gì mà trẻ, gì già hơn người ta thì có. Ai gọi chị là ca sĩ không? Hả? Đâu có đâu, chị đâu có ca sĩ đâu. Thì cũng như mấy em thích là chị ca cho mấy em nghe gì đó chứ chị đâu có ca sĩ gì đâu. Giọng rất là ngọt hơn anh Bùi Hồ. Ngọt mà tốt ghê luôn á, thanh ghê á. Em biết được rằng là chị thì không có ở trong nhà mà cái võng ngoài kia là nơi ăn ngủ của chị luôn á. Không chị? Tối chị ngủ ngoài đó luôn. Ban ngày thì vô ga, còn giấc tối thì ngủ vô nhà. Vì sao vậy ba? Vì sao chị ba biết? Ngủ đó phải hoài. Bây giờ chị có thể ra ngoài cái võng đó chị ngủ như thế nào cho tụi em xem được không? Giới thiệu cái phòng ngủ của chị ấy. Một cái nơi diện tích là chưa tới 2 mét vuông mà. Đây là nơi ngủ nghỉ của chị gái. Để chị Vân có giọng nha. Dạ. Mà sao chị không ngủ ở trong nhà chị? Hả? Sao không ngủ ở trong nhà? Quán này chỉ nằm võng ngủ không, ở ngoài nè, không có được nổi trong nhà được nổi quá em ơi. Trong nhà mất cột gió mà hết cột gió còn nó nóng chết luôn nha. Rồi mưa là sao? Hả? Không có mưa. Mưa đâu làm cho mưa mình chết lên chưa? Nè cái màn nhỏ xíu này nè, mưa là quyết định sẽ tạt lên hơn. bão mưa gió gì chung con chị cũng ở ngoài này hả chị Ngoan? Ừ, trời mưa thì kéo về xích vô trong, đi trong nó không có tạt. Còn không mưa thì chị kéo cái hồi này chị ngủ. Chị ngủ theo cái kiểu đòn hát. Nhưng mà tại chị quay 3-4 năm trời chị ngủ giống không? Ai không hỏi chị sao không vô nhà ngủ, ngủ không được. Vô nhà chị ngủ chừng bữa trước à. Bữa sau là chị chịu hết nổi rồi đó, mà ngủ có quạt gió nữa đó. Thiệt là chị ăn là chị nấu, chị làm ơn chị à. Chị ăn chị nấu ơn chị vừa miệng chị à. Là không ăn chung với mẹ. Không có ăn chung, chị ăn ơn chị. Dạ. Và trên cái võng của chị thì có cái nón bảo hiểm luôn. Ừ. Là chị đi đâu thì chị cũng xin quá gian người ta. Chị đi đâu thì chị đội nón. Dạ. Ông xã của chị khi mà thấy chị ngủ như thế này thì có nói gì không? Ông xã chị thôi ống lâu rồi. Thôi mà đều cũng hả? Còn qua lại mà ăn rồi gì đó. Chị làm ăn đi. Nhưng mà ăn gì trời, chị gì mà ăn gì. Cũng như là chị nói cứ nghe. Cũng như là chuyện gì nè, rảnh về em thăm. Rồi thôi hà. Ồ. Con chị sao? Con chị có liên lạc chị không? Có. Em đi làm ở đâu chị? Hả? Em đi làm ở đâu? Em đi bạn trên Đồng Nai. Đồng Nai rồi lâu lâu về thấy mẹ rồi có nói gì không? Không. Đang nãy mẹ ơi sao không vô nhà ngủ, nói mẹ ngủ quen rồi. 3-4 năm nay rồi mẹ không có ngủ ở nhà. Ai thiết kế cho chị? Dạ, ai thiết kế cho chị cái võng mà có cái cửa độc đáo vậy? Cái cửa bên kia á, có phong đấy không? Đây nè Phong. Đây đây. Thương chồng không? Giờ còn thương chồng không? Chị à? Ừ. Người ta bỏ mình là mình thương gì nữa cưng, cũng còn tình nghĩa gì chứ còn thương gì mà thương. Vừa văn giọng vừa hát đi nha. Hát thêm bài nữa tặng tụi em ấy chị. Đây là cái túp lều lý tưởng của chị ha. Ồ cái bánh mì kìa. Ồ đủ rồi không? Chị treo thức ăn lủng lẳng đây nè. Này về chị. Hả? Cái này là gì vậy? Mắm đó. Còn bên kia? Cái này đu đủ. Còn cái bịch kia treo kìa. Nước mắm. Treo mua chi? Mua đồ ăn rồi ăn không ít có ăn nước mắm rồi treo vậy đó. À, treo vậy có ăn không? Hả? Chị bỏ luôn chứ chị có ăn đâu. Sao chị không dục mà chị treo đó? Bỏ mẹ. Treo rửa đại đó, mai chiều gì là lấy cái miếng rượu dục. Ủa chị ơi. Gác không biết đâu, không biết đâu. Ủa, đang ban ngày tự nhiên là mắc cái màn chui đó làm gì? Hả? Cho vui. Hát tặng bài chị. Nhạc hả con? Nhạc hả? Chị thích hát nào chị hát? Nhạc đi. Nhạc yêu đương cái chị ạ. Nghe ra hết cả đi. Bận lòng đi em, anh về quê rước má lên liền. Ngày mai anh tới rước dâu bằng xe ba bánh. Ba má ngồi trên đầu xe, anh với em nè nghe ngồi vỗ phan hâm. Ngày mai anh sẽ lên quân trường, hỏi rằng quang lòng hăng hái với đời trai với gió sương khuya. Nhưng ngày mai đây anh sẽ chớ ra quân trường, hậu càng vọng lòng hăng hái với đời trai gió lắm sương khuya. Vì ngày mai đây anh sẽ chớ quét sạch bóng quân thù. Cái chợ mới hồi nào ai ai cũng bảo rằng là cái chợ mới của quê hương. Ở nơi đó ai ai cũng thường báo chớ rằng là cái chợ quận mới của quê hương. Nhưng chớ chúng ta phải không anh ơi? Nhưng anh ơi ti mật dù mà không có anh thì cũng chớ thường thường ai ai cũng bảo rằng là cái chợ quận mới của quê hương. Ở nơi đây nhân ti mặc dù mà không có anh thì cũng gọi bao gần là em còn nắm ba bảy cây chớ người thương em. Nhân chớ anh ơi đừng mà e ngại chớ khoái âu sầu. Nhưng anh đây đi mằng nửa sớm chưa chợ sớm chiều anh lại chớ mà phải cái rầu lo. Rồi không biết người yêu tôi cắt bước thêm có chồng hay không, mà thêm một bước nữa chớ